Theo thông tin mới nhất, đến nay tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 12 trường hợp mắc bệnh bạch cầu, trong đó có 2 bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Để ngăn tình trạng bệnh lây lan, hơn 1.200 người đã phải thực hiện cách ly điều trị. Theo thông tin, trưa ngày 23 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, ông Hà Văn Hùng cho biết, trên địa bàn đến nay đã có 12 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu tại 3 ổ bệnh. Cụ thể, tại huyện Crong Nô có 4 ca, Đắk Cờ Long 8 ca, 5 ca ở xã Quảng Hòa và 3 ca ở Rắc Cờ Măng. Được biết, đến nay Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã tiến hành các biện pháp cách ly để hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan. Tổng số người thực hiện cách ly tại Đắk Nông là hơn 1.200 người, bao gồm 555 người ở xã Quảng Hòa, 307 người ở xã Rắc Rờ Măng, 400 người ở huyện Crong Nô. Ông Hà Văn Hùng cho biết thêm, trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 2 trường hợp đang có diễn biến nặng. Các bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đều có sức khỏe ổn định. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh, người dân nên chủ động theo dõi sức khỏe. Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.